Thả tim luôn kìa. Thả tim kìa má, thả heo. Giỡn thôi. Thả tim. Chị ơi, trên này đẹp lắm. Đi đâu đây ạ? Cái này nhiều lắm. Và đây quý vị và các bạn, đây là đảo King Kong, nơi đã cho ra đời bộ phim bom tấn King Kong 2 tại Tràng An, Việt Nam. Nào đứng im nha, không được cử động nha, đôi mù quay ra đây, quay ra đây. Kinh quá, quá. Bôi đen mặt tôi. Không chụp cười mày đang đi lu chạy vào ngồi à, chị xinh vào đấy cho em ngồi với. Cứ ghế ra thôi, thôi được lấy phòng căn nhà thôi. Thôi này này Minh Lu ơi, báo hai người xong rồi tao gửi hai nhà chụp hai người được rồi. Mày thích cái chụp máy máy mình mà chụp tao Ở đây là có các nhà chòi các bạn ạ. Đây, có các cái bảng chữ như này. Đâu rồi? Nào, ta cùng vào nhà trời xem có gì trong này nhé.
Chỉ là một trò không quý vị bạn. Chỉ là một cái trò không mà thôi ở phim trường King Kong. Ngoài là lợp bằng lá cọ. Có cả cái lò này quý vị bạn. Lò của thổ dân. Minu ơi, Minu bắt bố đi. À Minu ơi, Minu lấy cái này, Minu bắt bố Đông Y làm tù binh đi nhanh lên. Nghe khẩn trương. Bố Đông Y vào đây làm tù binh. Xin nhắc lại cái việc bạn, đây là phim trường King Kong. Hôm nay Việt Nam Travel đi cùng với mỹ phẩm Sidumi để tổ chức cho khách hàng đi du lịch tại phim trường King Kong ở Tràng An, Ninh Bình. Và đây cũng là một nhà chòi. Trong nhà trời cũng chẳng có gì đâu quý vị bạn, chỉ là một cái nhà lá không thôi. Bên ngoài lợp bằng lá cọ. Đấy, trong nhà trời không có gì quý vị bạn. Cả bên cọ rất là đẹp, theo như kiểu người thổ dân. Đây là không gian hùng vĩ mà nơi cho ra đời bộ phim Bom Tấn King Kong 2. Có những đôi vợ chồng vào đây chụp ảnh cưới. Có những nơi vào đây. Vâng, em chụp. Mặt thôi à? Mặt thôi, thôi ấy quá. Vâng. Đây là bến xuống rồi quý vị bạn. Đây là bến xuống thuyền. Đây là bến xuống thuyền rồi. Và đây có các niêu đất và cũng là những trồng những bãi rau giống như thật của thổ dân trồng. Đây là những bạn trẻ đang chụp ảnh lưu niệm tại phim trường King Kong cùng với thổ dân. Mày có sóng không? Không, vào đây không có sóng. Phát à? Mình cái.
Rồi hát thêm hai câu còn phương cần hai cái đao. Đưa tay lên. Đưa tay lên. Đừng đâu đâu không có luôn trong á. Chú đâm lên cổ con đi cho mau chết. Rồi lên 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 rồi. Rồi có bên đây nữa, Rồi chuẩn bị đưa cái đầu lâu bên kia. Lẽ là nãy hai cô chú thở tim rồi mình đây cầm lại hai cái đau chứ. Đi 500 đi. Áo, áo, áo của ai là quên.